Các biện pháp hạn chế mới hạn chế hoạt động đi lại của người dân từ ngày 1 tháng 3, ngoại trừ những chuyến công tác hoặc những trường hợp miễn trừ khác. Khoảng 26.000 cảnh sát và 3.800 binh sĩ đã được triển khai để thực thi sắc lệnh này có hiệu lực trong vòng 3 tuần. Thủ tướng Séc Andrej Babiš tuần trước cảnh báo các hệ thống y tế có nguy cơ sụp đổ do số bệnh nhân COVID-19 trong tình trạng nguy kịch đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay. Các biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể phát hiện ở Anh, là một trong những nguyên nhân dẫn tới làn sóng dịch bệnh gia tăng mới nhất này tại Cộng hòa Séc. Nước này đã ghi nhận hơn 8.500 ca mắc COVID-19 trong tháng 1 và tháng 2 vừa qua, bằng với số ca nhiễm của cả 10 tháng trước đó.